các khu chợ phiên ở tỉnh con tum dù được đầu tư khang trang nhưng chưa phát huy được hiệu quả mỗi tuần thậm chí một tháng mới hoạt động một lần trùng với ngày người dân đi đóng tiền điện như chợ phiên xã ngọc bay do xã ngọc bay xây dựng tại thôn cơ năng dù chợ nằm trên khuôn viên rộng có mái che kiên cố và dãy nhà vệ sinh sạch sẽ khang trang nhưng không một bóng người khi phóng viên vào trong thì thấy nhà vệ sinh bị đập phá kính rơi dưới nền bồn cầu cũng bị hư cách chợ không xa người dân họp chợ ngoài đường bán cá cua lương. Để nắm thêm thông tin, phóng viên đã làm việc với ông Phan Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Bay. Dù đã xuất trình thẻ nhà báo, nêu nội dung làm việc cụ thể, nhưng ông Dũng vẫn yêu cầu để lại câu hỏi và sẽ trả lời sau. Ông A Sức, trưởng thôn kim bí thư chi bộ thôn cơ năng cho biết, chợ xây được một năm nay, hoạt động một tháng một lần, trùng với ngày điện lực thu tiền điện. Lúc ấy, bà con đến đóng tiền điện thì tiện thể mang cá, gà, mang le đến bán. Những ngày còn lại không có ai đến mua bán. Tương tự, chợ mới xa thầy có vốn đầu tư 4,8 tỷ đồng, xây dựng năm 2019, trên diện tích 500 mét vuông, nhưng khi chúng tôi đến thì thấy cửa chợ bị khóa chặt, không có người ra vào. Theo người dân sống gần chợ, các mặt hàng người dân đến bán chủ yếu là rau thịt, giò chả. Khu chợ chỉ có lát đác người đến mua bán, chủ yếu là các công chức đến ủng hộ. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy cho biết, Chợ phiên hoạt động vào chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 8 giờ thì nghỉ. Hàng hóa cũng chưa nổi bật nên chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.